Vaccine phòng COVID-19 Abdala của Cuba được tăng hạn sử dụng từ 6 tháng lên 9 tháng ở điều kiện bảo quản từ 2 đến 8 độ C. Việc tăng hạn dùng không làm thay đổi chất lượng, an toàn hiệu quả của vaccine. Thông tin được Bộ Y tế cho biết vào ngày hôm nay 28 tháng 2. Theo Bộ Y tế, trước đó vào ngày 8 tháng 10 năm 2021, Bộ Y tế đã có quyết định về việc phê duyệt có điều kiện vaccine Abdala cho nhu cầu cấp bách trong phòng chống dịch bệnh COVID-19. Theo đó, hạn dùng theo hướng dẫn sử dụng là 6 tháng ở điều kiện bảo quản từ 2 đến 8 độ. Cũng như các vaccine phòng COVID-19 khác, vaccine Abdala được nghiên cứu và phê duyệt theo hình thức cuốn chiếu, nghĩa là phê duyệt cho những phần đã hoàn thiện trong khi nhà sản xuất vẫn tiếp tục nghiên cứu bổ sung. Vaccine Abdala chỉ định tiêm phòng cho người từ 19 tuổi đến 65 tuổi, lịch tiêm gồm 3 liều, khoảng cách giữa các liều là 14 ngày. Kể từ ngày 1 tháng 3 tới đây, người vi phạm giao thông ở Hà Nội sẽ nộp phạt trực tuyến thông qua Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Khi phát hiện trường hợp vi phạm luật, cảnh sát sẽ lập biên bản xử phạt hành chính và yêu cầu họ cung cấp số điện thoại, số căn cước công dân. Cảnh sát sau đó ra quyết định xử phạt và đăng lên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Người vi phạm khi nhận được mã số định danh qua điện thoại sẽ truy cập vào địa chỉ dịchvucong.gov.vn để tra cứu và làm theo các hướng dẫn để nộp phạt trực tuyến. Cảnh sát gửi mã số định danh về điện thoại cho người vi phạm nhằm tránh nhầm lẫn và thất lạc trong việc trả lại giấy tờ tạm giữ cho họ. Hiện để nộp phạt, người dân phải đến trụ sở công an làm việc theo lịch hẹn, sau đó ra kho bạc nộp tiền và trở lại trụ sở công an làm việc, nhận giấy hẹn. Khi hết thời gian hẹn, họ lại phải lên trụ sở công an để nhận giấy tờ bị tạm giữ, nên phải đi lại ít nhất là 4 lần. Cảnh sát giao thông Hà Nội chưa triển khai việc lập biên bản điện tử do đang chờ thông tin của công dân được đồng bộ. Trong báo cáo gửi Bộ Công Thương về tình hình đảm bảo cung ứng xăng dầu trên địa bàn, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị là tăng xử phạt doanh nghiệp xăng dầu vi phạm. Cụ thể, kiểm tra xử phạt đối với các doanh nghiệp đầu mối không cung cấp đủ sản lượng xăng dầu theo như đặt hàng hoặc hợp đồng ký kết, doanh nghiệp không đảm bảo thực hiện dự trữ tối thiểu bắt buộc theo quy định, cũng như không có kế hoạch nhập hàng để bổ sung dự trữ kịp thời, không đảm bảo được tổng cung để có nguồn hàng đảm bảo cung ứng. Về phần mình, để chủ động đảm bảo ổn định hoạt động thị trường xăng dầu trên địa bàn, Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đã đề nghị Cục Quản lý Thị trường Bộ Công Thương, Sở Công Thương và các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra kiểm soát các đơn vị kinh doanh xăng dầu để kịp thời phát hiện các vi phạm và xử lý nghiêm. Ngoài ra, Thành phố Hồ Chí Minh cũng đề nghị các doanh nghiệp chủ động cung cấp xăng dầu và cam kết đảm bảo nguồn hàng cho hệ thống phân phối theo hợp đồng đã ký trong các tình huống. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết là để phục vụ thi công cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2, từ ngày 1 tháng 3, các nhà thầu sẽ tháo dỡ hai nhịp cầu tạm được xây dựng trong giai đoạn 1. Theo đó, hai nhịp cầu được tháo dỡ dài khoảng 60m hướng Hai Bà Trưng Long Biên, nối qua các trụ H17A, H17B và H18. Khu vực này có một nửa để lưu thông và nửa còn lại đặt trạm quản lý cầu. Dự kiến là trụ cầu H17B được phá bỏ hoàn toàn. Trong khi đó, trụ H18 sẽ được phá dỡ phần xà mũ bên trên và giữ nguyên kết cấu trụ dưới để tiếp tục thi công. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội yêu cầu rào chắn khoảng 129m mặt cầu phía quận Hai Bà Trưng, đồng thời điều chỉnh giải phân cách giữa cầu cho phù hợp. Nhánh kết nối từ đường Nguyễn Khoái lên cầu Vĩnh Tuy cũng được đóng hoàn toàn trong thời gian thi công dự án. Phương án tháo dỡ các nhịp cầu tạm này sẽ bắt đầu kể từ ngày 1 tháng 3 cho tới 10 tháng 6. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã vừa có công văn gửi Sở Quản lý Du lịch của các địa phương trên toàn quốc về công tác chuẩn bị phục vụ mở cửa lại hoạt động du lịch kể từ ngày 15 tháng 3. Theo đó, Bộ yêu cầu Sở Quản lý Du lịch các tỉnh, thành phố tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố ban hành các kế hoạch phương án mở cửa du lịch phù hợp với địa phương, đề xuất các phương án xử lý đối với trường hợp rủi ro trong quá trình triển khai mở cửa lại hoạt động du lịch, tuyên truyền về kế hoạch mở cửa lại du lịch, đảm bảo an toàn, hiệu quả, phù hợp với các quy định phòng chống dịch COVID-19, đồng thời thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn, chuẩn bị cho việc mở cửa trở lại và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm quy định của pháp luật. Tin quốc tế, làn sóng dịch bệnh thứ 5 ở Hồng Kông, Trung Quốc vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp. Ngày hôm nay 28 tháng 2, Cục trưởng Cục Y tế và Vệ sinh Thực phẩm Trần Triệu Thủy cho biết, hiện tại giới chức khu hành chính đặc biệt này không loại trừ khả năng thực thi lệnh cấm ra khỏi nhà trong thời gian thực hiện xét nghiệm toàn dân vào tháng 3 tới đây. Bà Trần Triệu Thủy cho biết, cách ứng phó của chính quyền đặc khu vẫn là đảm bảo bệnh nhân được điều trị thích hợp. Vì vậy phải phân loại và phân tầng bệnh nhân, đưa đến bệnh viện, cơ sở điều trị cộng đồng và cơ sở cách ly cộng đồng tùy theo mức độ bệnh. Để phát huy tốt nhất hiệu quả của việc xét nghiệm toàn dân, Hồng Kông cần hạn chế tối đa dòng người lưu thông trong cộng đồng. Ngoài ra, giới chức Hồng Kông cũng cho biết là việc bố trí xét nghiệm toàn dân sẽ tính đến những người khuyết tật, bao gồm cả những người già phải nằm liệt giường lâu ngày trong các viện dưỡng lão và có thể sắp xếp tiến hành xét nghiệm acid nucleic cho họ tại nhà. Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC Ursula von der Leyen vào ngày 27 tháng 2 vẫn bày tỏ sự ủng hộ đối với việc Ukraine trở thành thành viên của khối. Tuyên bố trên được đưa ra sau khi 27 quốc gia Liên minh châu Âu EU lần đầu tiên trong lịch sử quyết định cung cấp vũ khí cho Ukraine. Một nguồn tin cho biết là EU sẽ gửi 450 triệu euro tương đương với 507 triệu đô la vũ khí cho Ukraine.
Khả năng Ukraine gia nhập EU và tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương là một trong các nguyên nhân khiến Nga lo ngại về an ninh. Moscow và phương Tây đã tiến hành nhiều cuộc đàm phán về các lo ngại an ninh của Nga, song chưa thể đi đến thỏa thuận. Trong diễn biến mới nhất, đại diện cấp cao về đối ngoại của EU Joseph Borrell cùng ngày cũng thông báo là các nước EU sẽ gửi máy bay chiến đấu đến Ukraine theo đề nghị của chính quyền Kiev. Cùng ngày, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine trên Facebook đã thông báo nước này huy động khoảng 100.000 binh sĩ trong cuộc xung đột với Nga. Khoảng một nửa lực lượng huy động thuộc lực lượng phòng vệ lãnh thổ thuộc các lực lượng vũ trang Ukraine. Tổ chức Y tế Thế giới WHO vừa lên tiếng kêu gọi lập một hành lang an toàn thông qua Ba Lan để chuyển các hỗ trợ y tế quan trọng đến Ukraine, đồng thời cảnh báo nguồn cung khí oxy cho các bệnh viện trên cả nước đang thấp đến mức nguy hiểm. Đại diện WHO cho biết nguồn cung khí oxy đang gần đạt đến điểm rất nguy hiểm và hầu hết bệnh viện có thể cạn kiệt lượng dự trữ trong 24 giờ tới, khiến hàng nghìn người gặp nguy hiểm. Hiện WHO đang nỗ lực để đưa bình oxy từ các mạng lưới khu vực. Các quan chức trên nhấn mạnh là nguồn cung cần được phải vận chuyển an toàn, bao gồm khả năng thông qua một hành lang logistics qua Ba Lan. Thông báo trên được đưa ra trong bối cảnh giao tranh đang xảy ra tại Ukraine, khiến xe tải không thể chở oxy từ các nhà máy đến bệnh viện. Các cơ sở sản xuất khí oxy y tế cũng đang phải đối mặt với tình trạng thiếu zeolit, một hóa chất nhập khẩu quan trọng trong quá trình tạo oxy y tế. Đặc phái viên của Mỹ về Triều Tiên Sung Kim vào ngày 27 tháng 2 đã có cuộc điện đàm với đặc phái viên của Hàn Quốc về hòa bình và an ninh trên bán đảo Triều Tiên Nho Kyu Dak và Giám đốc vụ các vấn đề châu Á và Vụ trưởng vụ các vấn đề châu Á Châu Đại Dương thuộc Bộ Ngoại giao Nhật Bản Funakoshi Takehiro. Đại diện của Mỹ lên án vụ phóng tên lửa của Triều Tiên và cho rằng động thái này đã vi phạm nhiều nghị quyết của Hội đồng Bảo an và là mối đe dọa nghiêm trọng đối với sự ổn định của khu vực. Ông Kim nhấn mạnh cam kết của Mỹ tiếp tục phối hợp chặt chẽ ba bên với các đồng minh Nhật Bản và Hàn Quốc cũng như việc Mỹ sẵn sàng can dự ngoại giao nghiêm túc và lâu dài với Triều Tiên. Đồng thời tái khẳng định mục tiêu chung phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên cũng như là cam kết của Mỹ đối với bảo vệ Hàn Quốc và Nhật Bản. Tuyên bố được đưa ra sau khi Triều Tiên thông báo nước này đã tiến hành một cuộc thử nghiệm quan trọng phục vụ mục đích phát triển một vệ tinh chính xác. Theo thông tin mới nhất, số người chết do nước lũ dâng cao ở Australia đã tăng lên 8 người do thời tiết khắc nghiệt đang tiếp tục ảnh hưởng đến bờ biển phía đông của nước này. Hàng chục ngàn người dân đã được lệnh sơ tán khẩn cấp khi mưa xối xả trong nhiều ngày khiến nước lũ dâng cao kỷ lục và làm người dân mắc kẹt trên các mái nhà của họ. Thủ hiến của bang Queensland cho biết hiện có hơn 1.540 người ở các trung tâm sơ tán trên khắp miền đông nam do nước lũ tiếp tục dâng cao. Bà cũng cho biết thêm là có thể có khoảng 18.000 ngôi nhà bị nhấn chìm trong biển nước và gần 1.000 trường học phải tạm thời đóng cửa. Cục khí tượng của Queensland đã cảnh báo lượng mưa cao nhất ở bang này đã lên tới 530mm và mưa lớn có khả năng tiếp tục trong vài ngày tới. Vào ngày hôm nay 28 tháng 2, mưa bắt đầu giảm ở thủ phủ Brisbane, thế nhưng dự báo thời tiết khắc nghiệt sẽ tiếp tục trong tuần này khi mà bom mưa tiếp tục di chuyển về phía nam dọc theo bờ biển Australia. Bang New South Wales được dự báo là sẽ phải đối mặt với mưa lũ trên diện rộng trong những ngày tới đây. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần điểm tin nhanh 15 giờ chiều nay của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.